Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Sau khi thiếu gia cưới được omega mà mình thầm thương trộm nhớ, liền nỗ lực cày cấy suốt ngày đêm, không ngờ 7 năm trôi qua, bụng của thiếu niên vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Thấy những người anh em xung quanh đều ba năm hai đứa, 5 năm năm ba đứa, thiếu gia bắt đầu lo sốt vó. Anh là alpha cấp cao cơ mà, vì sao ngay cả một đứa con cũng không tạo ra được? lẽ nào cơ thể có chỗ nào không ổn ư vì thế thiếu gia lén lút đi tìm kiếm các loại phương thuốc bí truyền thậm chí còn ăn canh thập toàn đại bổ thay cơm một ngày uống một bát nhỏ hai ngày uống một bát lớn cố gắng giống như muốn thiếu niên một lần đẻ ba đứa vậy một ngày nọ trong lúc thiếu gia lén lút uống thuốc bổ thì bị thiếu niên bắt gặp thiếu niên không nói tiếng nào trực tiếp lật đổ bát thuốc sắc mặt vô cùng khó coi hung hăng mắng anh sắp bồi bổ đến mức khỏe như voi rồi anh có biết không hả anh muốn em biến thành quả phu có phải không? Thiếu gia sững sờ giây lát, sau đó tủi thân tới muốn khóc. Đáng thương kéo vạt áo của thiếu niên nói, "Xin lỗi bà xã, là anh vô dụng, lãng phí 7 năm của em." Ban đầu thiếu niên không hiểu anh nói nói cái gì, nhưng khi thấy ánh mắt bi thương nhìn về bụng của mình của thiếu gia, cậu lập tức hiểu ra. Cậu vươn tay đỡ eo. Trên thế giới này chắc chắn không có người đàn ông nào được như thiếu gia. Chỉ trách cậu, năm xưa khi cậu biết tin bản thân phân hóa thành omega, liền không chịu chấp nhận sự thật. Một mực muốn phẫu thuật thành alpha, vì thế khiến cơ thể tổn thương, mất đi khả năng mang thai. Cậu sợ thiếu gia không thích nên không nói cho anh biết chuyện kia. Nghe xong những lời giải thích này của thiếu niên, trái tim treo lơ lửng của thiếu gia cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật ra anh cũng không muốn có con, bồi bổ như vậy cũng chỉ vì hiếu thắng muốn chứng minh khả năng của bản thân mà thôi. Hơn nữa, một khi có con thì sẽ ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai người. Nhưng thiếu niên nghe xong lại hiểu lầm cậu buồn bã rơi nước mắt nói. Nếu như anh thích có con, thì em không cản trở anh, chúng ta có thể ly hôn. Nghe vậy thiếu gia vô cùng hoảng hốt, anh vội vàng giải thích. Chuyện có con sao có thể quan trọng bằng em, anh không ly hôn. Dứt lời thiếu gia ôm lấy thiếu niên nở nụ cười. Bà xã, nếu em không thể mang thai, vậy sau này có phải anh có thể tùy ý? Thiếu niên nghe vậy xấu hổ gật đầu. Nhưng một năm sau, thiếu gia một tay cho con trai lớn ăn sữa, một tay thay tã cho con gái nhỏ, còn phải trông chừng con trai thứ không bỏ lung tung hiện giờ anh bận tới mức không có thời gian chạm vào người bà xã nhà mình thiếu gia nghi ngờ nhân sinh thầm nghĩ đã nói là không sinh cơ mà